Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV Tiểu Sử của Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Sư Trụ Trì Chùa Tam Trúc nhé. Sư Trụ Trì Chùa Tam Trúc là ai? Cuộc đời và sự nghiệp Phật giáo của ông là gì? Câu hỏi Trụ Trì Chùa Tam Trúc là ai được rất nhiều người quan tâm. Ở bài viết này, Tâm Phúc TV xin giới thiệu về ông và cung cấp những thông tin đầy đủ về quá trình đến với Phật giáo của người. Như các bạn đã biết, Chùa Tam Trúc là ngôi chùa có diện tích lớn nhất thế giới với rất nhiều điểm nổi bật, nhiều công trình đạt kỷ lục Guinness. Tam Trúc hiện là một địa điểm du lịch tâm linh, sinh thái nổi tiếng đang thu hút hàng triệu lượt khách thập phương mỗi năm. Đây cũng là địa điểm diễn ra Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 vào năm 2019. Chùa Tam Trúc còn được các nhà sư, các tiểu thường xuyên tổ chức những hoạt động liên quan đến nhu cầu thỉnh kinh của các Phật tử thập phương. Thông tin đầy đủ về Sư Trụ Trì Chùa Tam Trúc. Thầy là Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, tên thật là Vũ Đức Chính, sinh năm 1952 tại Thạch Cầu, Nam Tiến, Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngay từ khi mới lên 11 tuổi, ông đã xuất gia tu hành tại Chùa Nhật Trụ thuộc tỉnh Ninh Bình. Năm 20 tuổi, sư thọ đại giới. Trước đây, sư thuộc về Sơn Môn Tổ Đình ở Chùa Bồ Đề thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội và hiện đang là Phó trưởng Sơn Môn Bồ Đề. Năm 1970, Tỉnh hội Phật giáo Nam Định cử sư lên Hà Nội học tập tại Trường Phật Học Viện Quảng Bá. Đây là trường có nhiều pháp sư, hòa thượng nổi tiếng giảng dạy. Năm 1981 diễn ra Hội nghị Thống nhất các tông phái Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, sư được cử làm nhân viên văn phòng Y Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giai đoạn từ 1981 đến 1985, sư cũng tham gia học trường cao cấp Phật học Trung ương khóa 1. Đây là chương đào các vị tăng tài sau này sẽ tham gia công tác lãnh đạo cho giáo hội. Năm 1987, sư làm ủy viên thường trực hội đồng trị sự kiêm phó văn phòng Y. Vào năm 1992, sư được tấn phong giáo phẩm thượng tọa. Đây là một danh hiệu của các tăng sĩ Phật giáo. Những người được tấn phong thượng tọa là những người đã thọ tỳ kheo giới, đã nắm vững tất cả các giáo lý căn bản của Phật Pháp và nắm vững các phép thiền định. Từ năm 1997 đến 2007, sư đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và kiêm Chánh Văn phòng Y Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2007, sư được cử đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Năm 2011, Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự. Ngày 12 tháng 1 năm 2011, Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu trụ trì Chùa Tam Trúc sau này đã bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ khoa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn đề cập tới sự ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam trong thời đại ngày nay. Tác giả đã mạnh dạn đưa ra các mặt ảnh hưởng của hai tôn giáo lớn ở Việt Nam là Phật giáo và Công giáo. Mặc dù ông là một người tu hành Phật giáo nhưng cũng rất am hiểu và có một tri thức phong phú vững vàng về sinh hoạt Công giáo. Luận văn đạt 9,8 điểm hết sức sâu sắc, với nền tảng kiến thức rộng, có sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, dẫn chứng thuyết phục. Đây là một đề tài khoa học cần thiết trong hoạch định về các chính sách tôn giáo của nhà nước ta. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu được tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng vào năm 2012. Hòa Thượng là người dạy các đệ tử biết thực hành nghi lễ, biết trì giới. Hòa Thượng được xem là phẩm vị giáo phẩm cao nhất, là người mang trọng trách điều hành các cơ sở giáo hội, vị trụ trì tăng sĩ Phật giáo. Cũng vào năm 2012, theo nguyện vọng của các tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã gửi công văn thỉnh mời Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu về giữ ngôi trụ trì chùa Bái Đính. Năm 2019, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu giữ ngôi trụ trì chùa Tam Trúc và hiện đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trì sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những điểm nổi bật ở chùa Tam Trúc. Chùa Tam Trúc có tổng diện tích hơn 5.100 ha, hiện đang là ngôi chùa có diện tích lớn nhất trên thế giới. Quần thể chùa Tam Trúc không chỉ có những công trình kiến trúc tâm linh bề thế, hoàng tráng, nguy nga mà còn có phong cảnh nên thơ trữ tình. Du khách có thể trải nghiệm du thuyền hồ Tam Trúc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc lung linh được ví như hạ long trên cạn. Đến với chùa Tam Trúc, bạn sẽ có dịp chiêm bái điện tam thế hoành tráng với ba bức tượng tam thế bằng đồng đen tọa lạc trên đài sen, phía sau là ba lá bồ đề giác vàng rộng chưa từng thấy. Bạn cũng sẽ được diện kiến cây bồ đề quý được chiết từ cây bồ đề vĩ đại Cát Tường ở Sri Lanka có tuổi thọ 2.250 năm tuổi. Ngày 22 tháng 7 năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với trụ trì chùa Tam Trúc, Thượng tọa Thích Minh Quang và đông đảo Phật tử đã tổ chức lễ rước và trồng cây bồ đề quý do Chủ tịch Quốc hội nước Sri Lanka tặng. Du khách tiếp tục tới điện tháp chủ nơi có bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng đen nặng tới 200 tấn đạt kỷ lục là bức tượng Phật đồng lớn nhất Đông Nam Á. Đặc biệt là 12.000 bức phù điêu bằng đá lấy từ miệng núi lửa Indonesia. Mỗi bức phù điêu là một bức tranh kể về cuộc đời của Đức Phật.
Ngoài ra, chùa Tam Trúc còn sở hữu phiến đá thiên thạch mặt trăng nặng tới 5,5 kg. Đây là phiến đá thiên thạch lớn nhất thế giới. Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Thượng tọa Thích Minh Quang, trợ lý của sư trụ trì chùa Tam Trúc cùng đại diện công ty Xuân Trường, chủ đầu tư chùa Tam Trúc và các tăng ni Phật tử đã tổ chức lễ đón nhận thiên thạch mặt trăng. Điện Quan Âm chùa Tam Trúc cũng là một trong những công trình tâm linh nổi bật trong quần thể chùa. Tổng diện tích mặt sàn của Điện Quan Âm rộng tới 3.000 m2, công trình mái cong cao 30,5 m. Trong điện thờ pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng nguyên khối, bức tượng nặng tới 100 tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.